hắn, nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc học nghề y. Năm Dân Quốc 27-1938 nói với đệ tử là Châu Thanh Thái: Phật là đại y vương trị khắp những bệnh thân tâm sanh tử cho chúng sanh, nhưng đại bệnh sanh tử do tâm khởi, nên trước hết phải lấy trị tâm bệnh làm điều kiện tiên khởi. Nếu có thể tu trì theo đúng pháp, thì thân bệnh cũng sẽ nhờ đó mà được trị lành. Thân bệnh có ba thứ, một là túc nghiệp, hai là nội thương, ba là ngoại cảm. Trong ba thứ bệnh này, chỉ có túc nghiệp là khó trị. Nếu có thể dốc lòng thành, cạn lòng kính, phát đại bồ đề tâm, tự lợi lợi tha, niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để siêu độ những oan gia đối đầu đã bị người bệnh hãm hại trong những đời trước. Nếu họ, tức những oan gia đối đầu ấy, liệu khổ được vui, thì người bệnh sẽ tiêu nghiệp lành bệnh. Họ chẳng những không còn quấy phá mà trái lại còn cảm cái ơn siêu độ, nên sẽ âm thầm phù hộ. Phạm những ai mắc bệnh này và những người chữa trị bệnh ấy đều không thể không biết ý nghĩa này. Hai là nội thương, hoặc do dụng tâm quá độ, hoặc do rượu chè, sắc dục, tiền bạc hút sách, đối với mỗi thứ đều tham ưa. Nếu có thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, và dùng thuốc chữa trị ác sẽ dễ lành bệnh. Nếu chẳng chú ý nơi căn bản, chỉ cậy vào thuốc men cũng khó thấy được hiệu quả, dù có hiệu quả vẫn khó giữ cho vĩnh viễn không bị tái phát. Ba là ngoại cảm, chỉ cần làm theo như cách đã nói trong phần nội thương trên đây, dẫu có bị trúng phải gió, lạnh, nắng, mưa bên ngoài cũng hết sức dễ chữa. Nếu chẳng chú ý ngăn ngừa giận dữ, gạt bỏ ham muốn, dứt lòng tà, giữ lòng thành, thì tuy là bệnh ngoại cảm vẫn chẳng dễ gì chữa trị, vì bị tổn thương từ căn bản, mà chỉ trị nơi cảnh nhánh, thật khó được lợi ích. Do vậy, thánh nhân giữ yên đất nước khi chưa loạn, bảo vệ thân khi chưa bệnh, tuy không có kỳ tích bình trị bảo vệ, nhưng sự bình trị bảo vệ cũng lớn lắm. Tôi hoàn toàn chẳng biết gì về thuốc men, nhưng rất mong cho người đời đều không bệnh tật, hàng ngày chỉ chú đại bi gia trì và nước sạch. Có người mắc bệnh ngặt lâu ngày, thầy thuốc bắc, thuốc tây đều chẳng chữa được. Tôi cho người ấy uống nước đã được chỉ chú đại bi, dạy người ấy kiêng giết bảo vệ sanh mạng, ăn chay niệm Phật và niệm Quán Âm. Nếu thật sự chí thành sẽ lập tức xoay chuyển được tình thế, không lâu sau tự lành bệnh. Dẫu chẳng thể lành ngay, quyết cũng chẳng lẽ nào bị bệnh nặng thêm, lại còn có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, lại chẳng tốn kém chi. Ông muốn học y tuy chú trọng nơi châm cứu dược phẩm, nhưng cần phải phát đại bồ đề tâm, thường dùng thánh hiệu của Phật Bồ Tát và chú đại bi, khắc vì ta người trì tụng để mong đôi bên cùng được thân tâm an lạc trong đời này, lâm chung quyết định vãng sanh Tây Phương, thì chẳng uổng là đệ tử Phật, tùy phần tùy sức thực hiện đạo lợi khắp ta người. Nếu giống như những gã thầy thuốc tầm thường trong cõi đời chỉ cầu lợi, chẳng coi trọng chuyện cứu chữa người bệnh, dẫu cho dầu nước đố đổ vách cũng chỉ được kết quả là chính mình vĩnh viễn đọa trong ác đạo, con cháu hoặc thành phường bại hoại, hoặc rốt cuộc bị tuyệt diệt. Uổng có cơ hội tự lợi lợi tha mà lại ngược ngạo biến thành cái hết quả tự hại hại người, chẳng đáng thương sao? Chẳng đáng sợ sao? Sách Cảm Ứng Thiên có câu: họa phước không cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy. Người thông minh trong cõi đời phần nhiều đều muốn hưởng phước lạc, đâm ra trước lấy họa ương. Nếu ông chồng thuận theo thói đó sẽ được danh xứng với thật là bậc đại quốc thủ, nếu không chỉ trở thành kẻ giặc cho dân mà thôi. Lấy bỏ thế nào, mong ông hãy tự chọn lựa. 9 pháp ngữ dạy thầy Hoa Quyền đang bị bệnh. Năm Dân Quốc 21-1932. Còn người sống trong thế gian ai cũng chẳng thể nào tránh khỏi nỗi khổ tật bệnh chết chóc. Trong khi những sự khổ như vậy xảy ra, chỉ nên buông xuống muôn duyên, nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu hơi thở ngắn thì chử niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Nhất tâm cầu Phật từ bi tiếp dẫn ông vãng sanh Tây Phương. Chử một niệm ấy ra, trong tâm chẳng được khởi lên mảy may tưởng niệm khác biệt nào, cũng đừng mong bệnh chóng lành, cũng chớ có tưởng niệm cầu thần cầu trời giáng phước. Hễ có những thứ tưởng niệm ấy, tâm ông sẽ bị cách ngăn với tâm đức A Di Đà Phật, do vậy sẽ chẳng hưởng được sức gia bị do lòng từ của Phật. Ông phải hiểu rằng trời đất cha mẹ đều chẳng thể làm cho ông thoát luân hồi sanh tử được, chỉ có đức A Di Đà Phật là có thể làm cho ông thoát luân hồi sanh tử. Giả sử ông chịu buông xuống hết thảy, nhất tâm niệm Phật, thì nếu tuổi thọ chưa hết sẽ được chóng lành, nếu tuổi thọ đã hết liền vãng sanh Tây Phương. Nhưng chớ nên cầu bệnh chóng lành, chỉ nên cầu mau được vãng sanh.
Nếu tuổi thọ đã hết mà cậu lành bệnh sẽ chẳng được vãng sanh. Cậu vãng sanh thì nếu tuổi thọ chưa hết sẽ mau được lành bệnh. Vãng sanh Tây Phương có những điều hay chẳng thể nói chọn. So với những kẻ sanh lên cõi trời làm thiên đế thiên vương vẫn cao cả hơn vô số, vô lượng, vạn vạn, vạn vạn lần. Ông đừng có gì tầm vọng tưởng sợ chết. Có cái tâm sợ chết sẽ chẳng thể vãng sanh được. Chúng ta sống trong thế gian giống như loài giòi trong hầm phân, tù nhân trong lao ngục, khổ chẳng chịu đựng được. Vãng sanh Tây Phương như thoát khỏi hầm phân lao ngục, đến quê nhà thanh tịnh an lạc, tiêu dao tự tại, há nên sợ chết. Nếu có tâm niệm sợ chết sẽ vĩnh viễn chịu khổ trong sanh tử luân hồi, vĩnh viễn chẳng có thuở thoát khổ. Nếu ông niệm ra tiếng được thì cũng nên niệm nhỏ tiếng, chẳng thể niệm ra tiếng nổi thì niệm thầm trong tâm. Tai nghe người khác niệm, trong tâm cũng niệm như thế. Mắt lại dõi nhìn A Di Đà Phật, biết Đức Phật được thờ trong thất, trong tâm tưởng đến A Di Đà Phật. Hễ có những niệm khác khởi lên, hãy nên tự trách: ta muốn cậy vào Phật lực vãng sanh Tây Phương, sao lại khởi lên những thứ ý niệm này làm hỏng đại sự của ta? Nếu ông chịu niệm theo như lời tôi nói, chắc chắn được vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, bao kiếp vĩnh viễn thường hưởng khoái lạc, chọn chẳng phải thấy nghe mảy may sự khổ gì. Há còn có những thứ khổ não tật bệnh như thế này hay sao? Nếu gặp lúc trong tâm dấy lên phiền não, phải hiểu rằng đấy chính là do ác nghiệp trong đời trước xui khiến, muốn phá hoại đạo vãng sanh Tây Phương của ta, muốn khiến cho ta vĩnh viễn bị khổ vì sanh tử luân hồi. Ta nay hiểu được nó muốn hại ta chẳng để cho nó xoay chuyển, trừ chuyện niệm Phật ra, chẳng nghĩ đến chuyện gì khác. Như vậy thì tâm tâm tương ứng với Phật, được Phật tiếp dẫn, sẽ liền vãng sanh. Hãy nhớ kỹ lời tôi, thì sẽ tự mau được lợi ích, không chi lớn hơn được. 10. Pháp ngữ dạy mẹ con ông Ân Đức Tăng, hai bài, năm Dân Quốc 25, 1936. 1. Hai chữ nhân quả gồm chọn hết thảy các pháp thế gian lẫn xuất thế gian, chọn hết không bỏ sót gì. Do vậy chẳng riêng gì Phật giáo đề cao nhân quả, mà pháp thế gian cũng chẳng bỏ qua nhân quả. Trong sách Nho đã sớm để lại giáo huấn rõ ràng, kinh dịch chép: tích thiện dư khánh, tích bất thiện dư ương, tích chứa điều thiện niềm vui có thừa, tích chứa điều bất thiện tai ương có thừa. Kinh thư ghi: tác thiện giáng tường, tác bất thiện giáng ương, làm lành thì điều tốt lành sẽ giáng xuống, làm điều chẳng lành tai ương sẽ giáng xuống. Chẳng phải là nói về nhân quả hay sao? Nhưng hết thảy những chuyện kỳ kỳ quái quái, thiện thiện ác ác được biên chép trong bộ Xuân Thu Tả Truyện đều là những ghi chép thật sự về nhân quả. Nếu người đời sau đọc bộ sách ấy sẽ nghĩ những chuyện ấy, sẽ thấy rành rành họa phước vô thường, báo ứng chẳng sai vậy. Do có quỷ thần dè dặt kinh sợ, bậc thượng trí sẽ mạnh mẽ dấy lên chí hướng, yêu thời mẫn thế, gắng tu đức của chính mình. Kẻ hạ ngu cũng biết nể sợ, chẳng dám làm ác. Vì thế nhân quả thật sự là sự phòng ngừa lớn lao để ràng buộc lòng người, đáng để phụ trợ cho những chỗ mà sự cai trị của nhà vua chưa được thấu tới, mà cũng là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh, và cũng là mấu chốt khiến cho đất nước yên ổn hay loạn lạc, hưng thịnh hay suy vi từ xưa đến nay vậy. Hiện thời thế đạo ngày một suy vi, lòng người chìm đắm, sở dĩ tệ hại đến cùng cực như thế này đều là vì chẳng hiểu rõ lý nhân quả báo ứng mà ra. Lý nhân quả chẳng được sáng tỏ thì tuy cái nhân gần là do bị ảnh hưởng bởi những học thuyết mới, nhưng thật ra cái nhân xa là do Tống Nho Bác Phật đã ươm thành. Ấy là vì từ khi học thuyết Tống Nho được sướng xuất mạnh mẽ, quỷ thần chỉ là lương năng của hai khí âm dương, còn người chết đi thần hồn cũng phiêu tán, dẫu có chém chặt say dã sẽ thực hiện vào đâu. Quân tử có làm gì để làm lành thì chuyện làm lành ấy cũng chẳng thật, cần gì phải bàn đến nhân quả. Phàm không làm gì mà là làm lành chỉ để nói với bậc thượng trí, chứ đối với hạng người từ bậc trung trở xuống ắt phải nhờ vào khuyên bảo, hãy có làm thì mới là lành. Này nói, chẳng làm gì mà là làm sẽ ngăn trở con đường hướng thiện của người khác. Thánh nhân dùng thần đạo để lập giáo, ngầm khen ngợi thần minh. Từ kết quả truy ngược về cội nguồn nên biết được lẽ sanh tử, tinh khí là vật, du hồn biến truyền, do vậy biết được tình trạng của quỷ thần. Này coi quỷ thần là hư vô hoang đường, tức là đã phế trừ giáo huấn của các bậc tiên vương. Nếu vui chết đi đã thành đoạn diệt, không nhân quả, không báo ứng, thì hết thảy hạnh nghịch ác, hễ tỏ được cái trí thì đâu cần kiên sợ gì mà không làm cơ chứ. Đoạn thiên hạ gây họa cho nhân loại, ắt đều bắt nguồn từ đây.
Bọn Trình Châu chỉ biết cổ vũ quân tử không làm gì chính là làm lành, chẳng thèm lo tới chuyện bọn tiểu nhân không kiêng sợ nên cứ làm ác hay sao. Trong thiên hạ bậc quân tử thì ít, tiểu nhân lại nhiều, lời lẽ của bọn Trình Châu lợi thiên hạ thì ít, hại thiên hạ cũng nhiều, chẳng đáng đau xót ư. Nhưng cái thuyết lý học của bọn Trình Châu phần nhiều lấy từ các nghĩa lý trong kinh Phật, nhưng họ lại tan dùng đó để tự khoe tài, đã học được từ người ta lại ngược ngạo, bảo người ta chẳng bằng mình, bịt tai trộm linh, trong lòng sùng phục, mặt ngoài chống trái, thậm chí chẳng tiếc công đàn áp. Thật sự là vì đâu mà lại như thế? Đáp do chí kiến môn đình và muốn được phối hưởng trong văn miếu mà thôi. Bọn họ chỉ vì chí kiến môn đình gây họa hoạn vô cùng cho hậu thế. Đấy cũng là điều bọn Trình Châu chẳng được tới. Nhưng những người có lòng lo cho đời đều đau đớn sâu đậm. Trình Châu từng là những bậc đại nho một thời dưới đời Tống, công duy trì nhân luân kỷ cương của họ đâu thể không tính kể tới. Nhưng đọc luận của họ chẳng tránh khỏi trái nghịch tiên thánh, gây lầm lạc cho đời sau. Bọn ta đọc sách để học đòi cổ nhân, há chẳng suy xét sâu xa ư? Hai, hiện nay muốn dương mình xử lý nhân quả và phương pháp thực hành điều đó thì trước hết phải thực hiện bằng sự giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình phải lấy phụ nữ làm chủ thể, bởi lẽ đời có mẹ hiền thì mới có con hiền, noi theo bậc hiền mẫu thời cổ thực hiện thai giáo, un đúc bẩm chất từ lúc ban đầu, nuôi nấng dạy dỗ từ khi chưa sanh ra, ngõ hầu con sẽ tập quen thành tánh như ba bà Thái đời Châu, Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự ngầm giúp đỡ chồng dạy con từ lúc nó còn nằm trong thai, đều là bậc thánh nhân trong nữ giới. Quả thật họ đã lập nên nền tảng mở mang vương nghiệp nhà Châu. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân nắm quá nửa, lại nói dạy con gái là cái gốc để tể gia trị quốc, tức là nói đến chuyện chọn hết đạo làm vợ giúp chồng dạy con. Nữ giới ngày nay phần nhiều chẳng hiểu nghĩa này, lầm lạc muốn tham gia chánh trị nắm quyền, tính làm đại sự, bỏ mặc đạo căn bản là vun bồi gia đình. Điều này quả thật gom sắt của muôn nước chín châu cũng chẳng đúc được cái lỗi lầm lớn lao ấy. Thật đáng cảm khái sâu xa, thế nào là đạo căn bản để vun bồi gia đình? Chính là hễ dạy dỗ con cái ắt phải khi con đang còn trong độ tuổi măng sữa, trước hết phải làm cho nó biết về thuyết nhân quả báo ứng, thì đối với hết thảy những hành vi nghịch ác nó sẽ tự kiêng sợ chẳng dám làm. Giảng giải sách nhân quả không chi hay bằng cảm ứng thiên và âm chất văn, hai cuốn sách ấy phải thường giảng nói, nó sẽ tự có lợi ích không chi lớn bằng. Bởi lẽ trẻ thơ thiên tánh chưa xấu xa, lời lành dễ tiếp nhận, tập quen từ bé lâu ngày sẽ thành bản tánh, đến khi lớn lên sẽ chẳng thay đổi được. Gốc tránh nguồn trong được bắt đầu bắt nguồn từ đấy. Vì thế kinh dịch chép mông dĩ dưỡng tránh, tánh công dã, dạy cho trẻ thơ điều đúng đắn, có công như thánh nhân vậy. Ngày nay thiên hạ sở dĩ đại loạn đều là do cha mẹ chẳng hiểu nguyên lý giáo dục đã ươm thành vậy. Bởi lẽ đã chẳng thể dùng thai giáo để dạy dỗ điều lành từ đầu, lại còn chẳng thể dùng nhân quả để dăn nhắc lúc sau. Căn bản đã hỏng thì sẽ bừa bãi tràn lan, chẳng thể nào thâu thập được. Do vậy mới xướng lên những thuyết bất hiếu không cần cha mẹ, mới bàn đến chuyện cách mạng gia đình không kiêng dè chi, dẫn đến tình cảnh bạn bè chơi với nhau vì lợi lộc hỏng bán chát, vợ chồng hợp lại hay chia tay nhau giống như cầm thú chôn vùi đạo nghĩa liêm sỉ, thiên lý tuyệt diệt như nước lũ cuồn cuộn tận trời chẳng biết khi nào ngừng. Dẫu Khổng Tử Thích Ca sống trong thời buổi này cũng không có cách gì cứu giúp được, nguy ngập vậy thay. Làm như thế nào đây? Đáp đường lối để cứu vãn chỉ có cách chú trọng giáo dục gia đình, sao cho ai nấy giảng rõ xử lý nhân quả cho con cái hòng vun bồi căn bản mà thôi. Đã gieo thiện nhân ắt gặt thiện quả, mới hòng có hy vọng trong tương lai lòng người biến đổi tốt đẹp, phong tục dần dần thuần lương, thiên hạ nước nhà thái bình vậy. 11. Trả lời những câu hỏi của cư sĩ Khúc Thiên Tường. 27 câu năm Dân Quốc 21-1932. Một, hỏi: nguyên nhân khiến đệ tử tin Phật bắt nguồn từ việc nghiên cứu thuật thôi miên. Xưa kia con đã nghe tục ngữ có câu 9 lần tu làm thiên tử, 10 lần tu làm Phật, nghĩa rằng tu 10 đời mới thành tựu được, thường sợ bỏ dở giữa đường phí sạch hết công lao tu tập từ trước. Nếu sớm biết sẽ thành tựu ngay trong đời này thì đã sớm niệm Phật rồi. Tuổi con đã 27 rất hối hận, đã phát tâm trễ tràng. Đáp: 9 lần tu làm thiên tử, 10 lần tu làm Phật chính là lời nói nhảm của kẻ chẳng biết gì về Phật Pháp.
Người biết Phật sẽ chọn chẳng nói câu đó. Pháp môn tịnh độ chính là cậy vào Phật lực để liễu sanh tử. Đều phải có đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, quyết định mong cầu đến lúc lâm chung vãng sanh Tây Phương. Nếu chẳng cậy vào Phật lực mà muốn liễu sanh tử thì ngàn đời vạn kiếp chẳng thể liễu thoát rất nhiều. 2. Hỏi: còn tin tưởng tịnh tâm sẽ thành Phật giống như trong thuật thôi miên, ắt phải trầm tĩnh rồi sau đấy mới có hiện tượng chẳng thể nghĩ bàn. Đáp: tịnh tâm niệm Phật quán Phật sẽ dễ tương ứng với Phật. Nếu có lòng tin chân thành nguyện thiết tha, chắc chắn được vãng sanh rồi sẽ dần dần tấn tu, ắt sẽ thành Phật. Đừng nên nói hiện tại tịnh tâm sẽ được thành Phật. 3. Hỏi: còn tin tưởng nhờ cậy vào Phật lực như trong thuật thôi miên, tự thôi miên chính mình sẽ khó hơn bị người khác thôi miên, vì thế biết là tự lực chẳng bằng tha lực. Đáp: hết thảy pháp môn đều phải cậy vào tự lực để đoạn hoặc chứng chân, hầu liễu sanh thoát tử. Như người thọt chân tự đi, một ngày khó đi được trăm dặm, pháp môn tịnh độ nương vào sức tử của Phật sẽ có thể đối nghiệp vãng sanh, giống như kẻ thọt chân ngồi trên bánh xe báu của chuyển luân thánh vương trong một ngày đến khắp bốn châu, làm sao có thể lấy chuyện thôi miên để chứng minh cho được. 4. Hỏi: miệng niệm Phật, tâm tưởng Phật, vậy thì Đức Phật được tưởng ấy có giống như Đức Phật được tưởng trong phép quán thứ 8 của quán kinh hay không? Đáp: quán tưởng phải bắt đầu tu tập từ phép quán thứ 13, nếu không cảnh tế tâm thô khó thể thành tựu, hoặc nếu như dụng tâm không thích đáng sẽ dấy lên ma sự. 5. Hỏi: như khi gặp nguy hiểm, lâm vào tình thế chẳng thể cùng một lúc kiêm tụng các chú thì hãy nên ứng dụng như thế nào? Đáp: gặp phải tai nạn cực nguy hiểm, chỉ nên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát là đỗ tốn tâm lực nhất, lại có cảm ứng nhiều nhất. 6. Hỏi: nếu chuyên tụng Phật hiệu, hiệu lực so với thần chú như thế nào? Đáp: Phật hiệu và thần chú có công đức giống hệt như nhau, chỉ do lòng trí thành thì mới có cảm ứng. Nếu trong tâm trước hết đã khởi lên ý niệm coi thường Phật hiệu thì sẽ chẳng có lợi ích gì, vì đã không trí thành lại còn ngờ vực, nên chẳng được lợi ích chân thật. 7. Hỏi: duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà với tịnh độ và Đức Phật ở Tây Phương là một, nhưng mà hai, là hai nhưng mà một phải không? Đáp: có duy tâm tịnh độ thì mới sanh về Tây Phương tịnh độ. Nếu hữu tự tâm chẳng tịnh, làm sao vãng sanh được? Dẫu là kẻ tội nhân nghịch ác, nhưng do niệm Phật 10 tiếng bền được vãng sanh, là vì tịnh tâm niệm Phật mà cảm được quả báo vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Trong đời lắm kẻ tưởng duy tâm là không có cõi nước, trở thành tri kiến của tà ma ngoại đạo. Loại tà kiến tượng hồ đã đúng nhưng thật ra là sai ấy, chiếm hơn quá nửa, đến nỗi người niệm Phật chẳng được lợi ích thật sự, mà vẫn tưởng mình là cao minh, chẳng biết đấy là tà kiến, chấp lý phế sự, tự lầm lầm người. Do tự tánh Di Đà nên phải niệm Đức Di Đà ở Tây Phương để cầu vãng sanh hồng tấn tu, dần dần để có đích thân chứng được Di Đà nơi tự tánh. Nếu chỉ chấp vào tự tánh Di Đà, chẳng niệm Đức Di Đà ở Tây Phương, dẫu cũng có ngộ thật sự, vẫn không thể liễu sanh tử được. Huống chi những kẻ nói lời ấy toàn là bọn chất chặt một bè, toàn là phường nói xuông, là một nhưng hai, là chuyện trước khi thành Phật, tuy hai nhưng một là chuyện sau khi đã thành Phật. 8. Hỏi: sanh thì quyết định sanh, đi thì chẳng thật sự đi, sanh và đi đều chỉ cho điều gì? Đáp: sanh thì quyết định sanh là nói theo mặt sự, đi chẳng thật sự đi là nói theo mặt lý, chẳng biết cội nguồn của sự lý thì tốt hơn là hãy chất phát niệm Phật theo sự tướng, nếu không ắt sẽ trở thành bọn tà ma ngoại đạo chấp lý phế sự. 9. Hỏi: người tên X nọ khi mạng trùng chợt nói tịnh độ ngay trong góc sân, vậy cõi đất này là tịnh độ ư? Đáp: đấy chính là nghĩa lý duy tâm tịnh độ phát hiện. Duy tâm tịnh độ chính là cảnh của một mình người đó, ngoài ra đều là duy tâm uế độ, há có nên dựa theo cái thế của người ấy để phán đoán ư? 10. Hỏi: tụng kinh có phải là để làm cho chính mình sanh tâm hoan hỉ, chán lìa, hay là còn có tác dụng chi khác? Đáp: ông tụng kinh chỉ biết cầu hoan hỉ cho chính mình, đáng tiếc là vô biên diệu nghĩa, bị ông xem chẳng đáng một đồng. 11. Hỏi: hiểu đệ nhất nghĩa là như thế nào? Đáp: hiểu đệ nhất nghĩa tức là triệt ngộ diệu lý thật tướng duy tâm tự tánh. 12. Hỏi: cái tánh còn lại sau khi chết, cái tánh đi vãng sanh và Phật tánh có những điểm giống nhau khác nhau như thế nào?
Đáp, cái tánh của hết thảy chúng sanh, trước khi sanh ra, sau khi chết đi, cái tánh vãng sanh và Phật tánh, ba tánh ấy đồng nhưng bất đồng, bất đồng nhưng đồng. Gọi là đồng vì bản thể của tâm tánh không hai, nó là bất đồng vì do mê hay ngộ nên sai khác vậy vậy, một trời một vực. Do có nghĩa này nên dạy người đoạn hoặc chứng chân để mong đích thân chứng được tâm tánh vốn đồng ấy. Chỉ có thể là đồng nhưng do mê chưa chứng nên bày ra đủ mọi pháp khiến cho họ bỏ vọng về với chân, trái trần hiệp giác, hoặc đích thân chứng được cách tu rất nhiều. Chỉ có niệm Phật cầu sanh Tây Phương là sẽ thực hiện nhất, dễ thành tựu nhất. 13. Hỏi: Phật dạy tu quán chính là vì chúng sanh đời sau ác trược chẳng lành, bị năm thứ khổ bức bách mà lập giáo. Nếu dùng thôi miên để bộc lộ thiên nhãn thông, ngõ hầu nói ra để chứng minh, thì hiển hiện cõi nước cực lạc cũng chẳng phải là chuyện khó. Huống chi rất cần chứng minh cho việc niệm Phật, sao không khuyên người tu quán mà lại bảo đó là chuyện khó khăn? Đáp, thôi miên là do sức viễn thuật, há phải là thật sự có thiên nhãn thông ư? Người thật sự có thiên nhãn thông há chịu để cho người khác thôi miên. Ông này đã học Phật, hãy nên chuyên chú học Phật. Muốn hiện cõi cực lạc, chỉ dùng tịnh tâm mà niệm cho chuyên nhất thì sẽ làm được. Ý như mài gương, mài đến cùng cực thì gương tự nhiên tỏa sáng. Dùng thuật thôi miên để hiện, thì trước hết tâm đã chẳng tịnh, niệm cũng chẳng chuyên nhất. Ý như dùng bột trắng xoa lên gương mà cứ mong gương tỏa sáng, chẳng biết là đã phủ lớp tấm gương càng dày vậy. 14. Hỏi: Tu quán có phải là cậy vào Phật lực hay không? Trong phép quán thứ 13 của Quán Kinh có nói: Vô lượng thọ Phật thân lượng vô biên, tâm lực của phàm phu chẳng thể thấu hiểu được. Nhưng do sức túc nguyện của Đức Như Lai ấy, nên có kẻ ước tưởng át được thành tựu. Điểm khác biệt giữa phép quán này và tham thiền là gì? So với tham thiền có dễ hơn hay không? Đáp, tham thiền chỉ có suy cứu tự tâm, niệm Phật kiêm cậy vào Phật lực, hai pháp đạt đến rốt ráo viên thành thì hoàn toàn giống như nhau, nhưng dụng công trong lúc tu trì thì rất khác biệt. Ví như đi đường, ngồi thuyền hay ngồi xe khác nhau, nhưng về đến nhà thì giống như nhau. 15. Hỏi: Tu quán là tưởng hay là quán? Hay dùng cả quán lẫn tưởng, lấy gần hay lấy xa? Đáp, hai chữ quán tưởng há nên chia ra làm đôi. Nhiếp tâm để tưởng chính là quán. Ông nghĩ là hai, tức là trở thành chỉ biết 10 bằng 1 nhân với 10, chẳng biết con số 10 ấy, nó cũng là 2 lần 5. Hơn nữa quán tưởng sao có thể chia ra thành gần hay xa cho được? 16. Hỏi: Mỗi phép quán phải cần tu tập tối thiểu bao nhiêu ngày? Đáp, ông cho rằng tu một phép quán này mấy ngày rồi sẽ tu pháp quán khác đó ư? Chẳng biết Đức Phật tuy nói 16 phép quán nhưng thoạt đầu hãy nên thực hành phép quán thứ 13 thì mới là tu khế lý khế cơ. 17. Hỏi: Thoạt đầu là tưởng tượng thì chẳng phải là lan man ư? Đáp, đã biết như trên đã nói thì cứ dựa theo đó mà suy. 18. Hỏi: Phép quán đầu tiên là nhất tâm tưởng mặt trời hay là phải ngầm trì danh hiệu? Đáp, quán và trì danh vốn là một chuyện. Ông cho rằng khi quán thì chẳng thể trì danh, chẳng được trì danh hay sao? 19. Hỏi: Khi ngồi thì tu quán, những lúc khác thì trì danh, so với chuyện chỉ một thứ thì là hơn hay kém? Đáp, có cái tâm trầm tĩnh kín đáo thuần túy thì tu quán cũng tốt mà trì danh cũng hay. Nếu không so ra trì danh ổn thỏa hơn, bởi tâm trí sôi động hời hợt vọng động mà tu quán thì sẽ bị nhiều ma sự. 20. Hỏi: Quán thấy cõi nước cực lạc thì đấy có phải là tịnh độ thật sự hay là tướng giả hiện? Đáp, quán thấy cực lạc chính là do duy tâm biến hiện, bảo đó là giả thì trở thành gã đứng ngoài cửa mất rồi. 21. Hỏi: Quán thấy cõi cực lạc và được nghe pháp thì có phải là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông hay không? Đáp, đấy chính là do sức quán tạo nên, nếu là thiên nhãn thiên nhĩ thì không cần quán cũng vẫn thấy nghe được. 22. Hỏi: Có người nói thấy Phật chính là thấy vị Phật ở trong tâm, chứ không phải là thấy vị Phật ở Tây Phương. Nếu đúng như vậy thì khi vãng sanh, vị Phật trong tâm có hiện ra hay không? Hay là A-di-đà Phật đến tiếp dẫn? Đáp, lâm trùng thấy Phật chính là Đức Phật do tự tâm cảm thành, trở nên quy hết về tự tâm rồi nói rằng không có chuyện Phật đến đón. 23. Hỏi: Còn như khi tu phép quán thứ 13, lúc ấy có thể tùy ý vãng sanh hay không, hay phải đợi đến khi lâm chung mới có thể vãng sanh?
Đáp: nghiệp báo chưa tận làm sao vãng sanh ngay được. Xưa kia cũng có người làm việc như vậy, nhưng không thể áp dụng cho hết thảy mọi người được. 24. Hỏi: quán đến khi thấy hy Phật nghe pháp rồi, mỗi ngày lại quán, có cần phải bắt đầu quán từ phép quán đầu tiên hay không? Đáp: quán tưởng thì chỉ cần quán sao cho đắc lực, cần gì phải từ đầu đến đuôi hàng ngày tập đi tập lại. Phật nói ra 16 phép quán, thì những phép quán đầu nhằm khiến cho con người biết đến sự trang nghiêm của cực lạc. Các phép quán về chính phẩm vãng sanh ở phần sau nhằm làm cho con người biết nhân quả của phép được tu. Mỗi phép quán đã biết thì qua một phép quán Phật sẽ có thể quán trọn vẹn các phép quán kia. 25. Hỏi: từ phép quán thứ 14 trở đi chính là quán các phẩm vãng sanh. Đã không có cảnh để hiện mà dạy quán nghĩa là làm sao? Đáp: nghĩa này đã nói rồi, hãy xem những điều đã nói ở phần trên. 26. Hỏi: những người vãng sanh trên đây dường như chẳng phải là những vị do tu quán mà vãng sanh, chẳng biết nên tưởng sự vãng sanh của người tu quán như thế nào. Đáp: phẩm vị của người vãng sanh muôn sai ngàn khác, trong kinh chỉ dùng chính phẩm để nói tóm gọn. Sao ông biết những người vãng sanh trên đây chẳng do tu quán mà được vãng sanh? Phải biết căn tánh con người bất đồng, dẫu chỉ cùng là một pháp mà vẫn có cao thấp rất khác nhau, há nên câu nệ nơi pháp được tu ư? Ấy là do khả năng trong tâm địa của mỗi người. Ông cho rằng các vị như Văn Thù Phổ Hiền chẳng tu quán ư? 27. Hỏi: nhớ số niệm Phật, hít vào niệm 6 câu, thở ra niệm 4 câu là như thế nào? Tâm đã nhớ số lại niệm Phật, rồi lại phải tưởng Phật nữa ư? Đáp: niệm Phật nhớ số là từ 1 đến 3, từ 4 đến 6, từ 7 đến 10, sau này hạn định trong hơi thở. Ông là kẻ học luyện đàn vận khí nên mới thấy một hai chữ hơi tương tự, liền nói đó là công phu của họ. Cách niệm Phật nhớ số là vì kẻ vọng tâm khó chế ngự mà đạt ra. Niệm việc như thế, ghi nhớ như thế, lắng nghe như thế, chắc chắn tâm sẽ dần dần điều phục. Ở đây có ai dạy ông thêm vào hai chữ tưởng Phật đâu. Ở đây là tùy tiện niệm, nào phải bận tâm thở ra hay hít vào. Nếu hít thở như thế lâu ngày sẽ bị tổn khí mắc bệnh, chẳng thể không biết điều này. 12. Dạy ngữ. Pháp ngữ dạy nữ cư sĩ Châu Dư Trí Liên, Nam Dân Quốc 20-1931. Bà đã ngoài 70 tuổi rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ phải chết. Hiện thời phải nhanh chóng thu xếp hết thảy mọi việc cho tốt đẹp, trong tâm ngoại trừ niệm Phật ra, không để vướng mắc bất cứ chuyện gì khác, thì khi lâm chung mới có thể còn vướng mắc không ngăn ngại. Nếu bây giờ cứ vẫn chuyện gì cũng không buông xuống được như thế, vẫn nhìn không thông suốt, thì lầm trùng tất cả những tâm tham luyến y phục đồ trang sức trên đầu nhà cửa con cháu sẽ đều hiện ra hết. Như thế thì làm sao có thể vãng sanh Tây Phương cho được? Đã không thể vãng sanh được, thì bà một đời thủ tiết niệm Phật và làm đủ mọi chuyện hữu ích sẽ hoàn toàn trở thành phước báo. Hiện thời, bà vẫn chưa có trí huệ, tuy thường tinh tấn niệm Phật, trong tâm vẫn chưa quyết định cầu sanh Tây Phương. Đến đời sau trong lúc hưởng phước, chắc chắn bị phước mê hoặc sẽ tạo các ác nghiệp. Đã tạo ác nghiệp chắc chắn phải đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh chịu khổ. Nỗi khổ lớn lao ấy đều là do đời này niệm Phật chẳng biết quyết định cầu sanh Tây Phương chiêu cảm. Quan thương xót bà, sợ bà mai sau có thể lâm vào tình huống ấy, cho nên lập giãn cách cho bà. Nếu bà chịu nghe theo lời tôi, sẽ chẳng do phước mà mắc họa. Hiện thời tuy bà rất mạnh khỏe nhưng phải nghĩ mình sắp chết. Bây giờ cần mặc những thứ quần áo nào thì giữ lại để mặc, và những thứ y phục quý trọng như lượt là áo da vân vân để chia cho cháu cho dâu, những thứ cài đầu xuyến đeo tay, hoa tai vàng bạc phỉ thúy vân vân đều dùng để cứu giúp dân chúng bị tai nạn, dùng công đức ấy để hồi hướng vãng sanh. Nếu trong tâm thấy biết nhỏ nhoi chẳng thể đem cứu vớt tai nạn thì cũng nên chia cho con gái cháu dâu cháu gái vân vân. Bên thân mình quyết chẳng được giữ lại những thứ khiến cho con người dấy lòng tham luyến ấy. Tất cả những khoản tiền dành dụm để phòng khi dưỡng già cũng nên giao hết cho con cháu. Dù là khế ước sổ sách ruộng đất vân vân đi nữa, cũng nên giao hết sạch cho người khác. Trong tâm bà trừ chuyện niệm Phật, chẳng để cho có một chút ý niệm nào khác. Ngay cả cái thân của bà cũng chẳng tính toán sẵn, sau khi chết đi sẽ nên an bài ra sao. Ngay cả với cháu chắc cũng đều nên coi như người không quen biết, mà kệ chúng nó hay dở ra sao, ta chỉ quan tâm niệm Đức Phật của ta, nhất tâm mong chờ Đức Phật đến tiếp dẫn ta vãng sanh Tây Phương. Bà làm theo đúng như lời tôi nói, hết thảy mọi sự đều buông xuống hết,
Đến lúc lâm chung tự nhiên cảm được Phật đích thân rủ lòng tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu vẫn cứ tham luyến hết thảy những vật tốt đẹp, tiền bạc, ruộng đất, nhà cửa, đồ cài đầu, quần áo và con cái, cháu chắt, vân vân y như cũ, thì vạn muôn phần chẳng thể vãng sanh Tây Phương được. Đã không sanh về Tây Phương được, thì đời sau chắc chắn có si phước để hưởng, do hưởng phước sẽ tạo nghiệp. Chắc chắn khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa lạc trong tam đồ, vì ác nghiệp lan lấp vậy. Tâm thức chẳng rõ, dẫu có một vị Phật sống đến cứu bà cũng chẳng cứu được, há chẳng đáng thương đáng xót lắm ư? Xin bà hãy tin lời tôi nói, thì thật là may mắn không chi hơn được. 13. Pháp ngữ khai thị cho cư sĩ Phổ Hữu Thư. Lúc lâm chung, bệnh ông đã nặng, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Nếu tâm ấy chân thành, hát sẽ được mãn nguyện. Còn đối với tất cả tội nghiệp, chớ nên lấy đó làm điều lo lắng. Vì nếu có thể cực lực trí tâm cầu sanh Tây Phương, thì sẽ có thể cậy vào thực lực của Đức Phật để đỡ nghiệp vãng sanh. Ví như tảng đá to bỏ lên thuyền để có thể từ bờ biển này sang được bờ bên kia. Cần biết rằng Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, tự tánh công đức lực chẳng thể nghĩ bàn. Ba thứ chẳng thể nghĩ bàn ấy, nếu không có cái tâm trí thành tín nguyện niệm Phật, sẽ không có cách gì hiển hiện được. Có lòng trí thành cầu sanh Tây Phương, thì ba thứ thật được oai đức lớn lao chẳng thể nghĩ bàn ấy sẽ liền được hiển hiện, như ngồi trên chiếc tàu thuyền lớn lại được xuôi gió, chẳng để ý niệm trong hiện tại đây mà liền sanh về Tây Phương. Ông chỉ nên tin tưởng sâu xa lời tôi, tự nhiên ông sẽ được mãn nguyện. Nên tôi đặt pháp danh cho ông là Huệ Thoát, nghĩa là dùng trí huệ tín nguyện niệm Phật liền được vãng sanh Tây Phương, thoát ly sanh tử vậy. 14. Lời thông cáo nhún nhường của Hội Phật Giáo Ngô Viện Tỉnh Giang Tô dành cho tăng chúng các tự viện. Năm Dân Quốc 23, 1934. Đức Đại Giác Thế Tôn nương theo bi nguyện thị hiện giáng sanh, vốn thuận theo tâm con người mà lập giáo, để kẻ mê nhận lầm hình bóng cái đầu sẽ đích thân thấy được bản lai diện mục. Kẻ ôm của báu mà chịu cùng quẫn sẽ mau chóng có được của cải chân bảo sẵn có trong nhà. Vì thế tam thừa chóng chứng bồ đề, lục phàm cùng lên bờ giác. Đấy chính là nguyên do khiến đạo này được truyền rộng rãi khắp trên trời dưới đất, giáo pháp lan truyền khắp cõi tam thiên đại thiên. Ấy là vì Phật pháp là tâm pháp, tâm pháp ấy chúng sanh và Phật đều cùng có, phàm thánh giống hệt như nhau, nên phàm chẳng giảm, tại thánh không tăng. Phật do ngộ chứng rốt ráo nên phước ẩn huệ đều cùng chọn đủ, phiền hoặc vĩnh viễn mất, hưởng pháp lạc chân thường, thí đại giáo tùy thuận căn cơ. Chúng sanh do triệt đẻ mê trái nên phiền hoặc vĩnh viễn hưởng hực, luân hồi chẳng ngơi, như chạm phải của báu trong nhà tối, đâm ra lại bị tổn thương. Các giáo trong thế gian đều nói là quyển biến, chỉ có mình Phật giáo khế lý lẫn khế cơ. Vì thế từ đời Hán đến nay, khi giáo pháp được truyền sang Đông Độ, bao đời đều khấp kính cả cõi đời, thầy tôn sùng. Nếu Phật pháp không tỏ rõ nhân để trì quả, khiến cho người đời giữ vẹn đơn thường, chọn hết bổn phận hòng giúp cho đạo cai trị, hiểu tâm thấu gốc, khiến cho người học đoạn học chứng chân để dự vào dòng thánh, thì làm sao có thể kéo dài đến tận ngày nay mà mối đạo vẫn chẳng bị suy sụp cho được. Huống chi từng bị ba vua Vũ bạo ngược, bọn nho sĩ câu nệ như Hàn Vũ, Âu Dương Tu và lũ Trình Châu trong lòng sùng phụng, bề ngoài chống trái bài xích mà vẫn được chấn hưng tiếp tục tồn tại trong cõi đời, là do được hàng vua quan có thế lực lớn lao hộ vệ, do bậc đại đức cao tăng Hoàng Dương cuối đời Thanh phong hóa cõi đời ngày một đi xuống, nước nhà không rảnh rỗi để đề xướng, tăng chúng phần nhiều biếng nhang tu trì, đến nỗi kẻ không có tránh tri kiến, ai nấy đều ôm giữ ý niệm đuổi tăng chiếm đoạt tài sản. Nhưng do cõi đời ngày càng loạn đến cùng cực, những người có lòng liền đưa nhau dấy lên học Phật, cho nên cõi đời vẫn chưa đến nỗi bị khốn khổ ách nạn lớn lao. Những người cùng sắc áo với tôi hãy thử nghĩ, ta là đệ tử Phật, phải nên hoằng dương sự giáo hóa của Đức Phật, giáo hóa chúng sanh để làm cầu bến cho cõi đời, báo ân đức của Phật. Nếu chính mình vẫn chẳng tự gắng sức, thì hóa ra đã tạo căn cứ cho những kẻ đuổi tăng chiếm đoạt tài sản, biện minh cho hành động của chúng, bị kẻ tại gia chuyên dòng tu hành coi thường, há chẳng phải là tự mình chuốc lấy nỗi lo hay sao?
Con người ai mà không mong được người khác tung hô, nếu chẳng gắng sức tu trì thì là tự chuốc lấy sự chán ghét. Phật pháp chẳng thể bị bại hoại bởi thiên ma ngoại đạo, mà chỉ bị bại hoại bởi tăng sĩ chẳng tuân phục giáo pháp giới luật của Đức Phật. Ví như trùng trên thân sư tử tự ăn thịt sư tử, chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm để thành thánh. Con người ai cũng có thể là Ngưu Tuấn, ai cũng có thể thành Phật, điều đáng quý là tự gắng sức vậy. Cuối đời Minh, Ngẫu Ích đại sư là con nhà họ Trung ở Mộc Độc, thiền tử thông minh mẫn tiệp, lúc nhỏ cha mẹ ăn chay lễ tục nên 7 tuổi đi học, coi thánh học, nho học là trách nhiệm của chính mình, thể diệt thích lão, bắt đầu ăn mặn uống rượu, viết mấy chục bài luận bán Phật. Năm 17 tuổi đọc bài tựa cho cuốn Tự Chi Lục của Liên Trì đại sư và chúc xong tùy bút, bèn chẳng bán Phật. Sau đấy bèn cực lực nghiên cứu, năm 24 tuổi bèn xuất gia, triệt ngộ tự tâm, thâm nhập kinh tạng. Một đời trước thuật, mấy chục tác phẩm, đều là những thứ xưa nay hiếm thấy. Hiện thời có ông Đặng Trịnh Khôn ở Tứ Xuyên là sinh viên tốt nghiệp trường Pháp Luật Chánh Trị, hết sức cuồng ngạo chống đối. Đầu thời dân quốc ông ta chuyên môn hủy hoại Phật giáo, bất luận miếu thờ thần hay chùa thờ Phật đều xuất lãnh đồ đạc phá hủy. Sau đấy chợt biết là sai, tận lực cải hối, đến Phổ Đà xin quy y. Ở Thượng Hải cư sĩ Lâm 8 năm tinh tấn tu trì. Năm trước chiến tranh nổ ra tại đất Hỗ, Thượng Hải, ông ta ở trong cư sĩ Lâm chẳng kinh sợ, chẳng rời động. Trước sau trái phải cư sĩ Lâm đều biến thành vùng đất tan hoang, bom đạn lớn nhỏ rớt vào trong Lâm, nhưng chẳng nổ một trái nào. Đủ thấy con người sửa lỗi hướng thiện, Phật Bồ Tát liền ban thưởng trọng hậu, che chở cho. Dẫu chúng ta chẳng được như ngài Ngẫu Ích, há cũng chẳng bằng được ông Trịnh Khôn ư? Trịnh Khôn là người mang tội ác cực lớn lao, còn được cảm ứng như thế, chúng ta há nên lẩn khân cho qua ngày, chẳng thêm gắng sức, giống như lên núi báu mà trở về tay không ư? Gần đây chánh phủ thường ra lệnh rõ ràng cho Tổng hội Phật giáo Trung Quốc, bộ hội phải nhắc nhở dân đe tăng già, ai nấy tận lực giữ thanh quy, phải biết rằng tăng già là bậc thầy khuôn mẫu cho trời người. Chánh phủ ban lệnh đốc thúc tức là tăng già đã mất thể thống, nếu vẫn cứ như đang nằm mộng thì sợ rằng sau này có tránh được nạn tăng sĩ bị xua đuổi, tài sản bị chiếm đoạt. Hiện thời hội Phật giáo của huyện nhà đã được thành lập, mọi người đều nên nhất trí tiến hành duy trì đại cuộc cho Phật giáo, chớ nên chỉ mong tu tập cho riêng mình. Nếu hội Phật giáo không có cách gì để duy trì thì muốn tự tu tập cũng chẳng thể tu tập được đâu. Vì thế ai nấy đều phải nghiêm túc tu trì, tự tôn trọng lấy mình. Hiện thời cư sĩ tại gia ai nấy đều chuyên chú tu tập tinh giỏi và nghiên cứu, nỡ nào đường đường là một bậc tỳ kheo lại đâm ra thua kém hàng cư sĩ ư? Người có hào khí hãy nên phát khởi mạnh mẽ, cũng như ai nấy đều nên góp phần tài lực để hỗ trợ cho công việc của hội. Công việc của hội có liên quan đến sự an nguy của chính mình. Ví như hai tay hai chân sử dụng lẫn cho nhau, thứ này chẳng giúp đỡ thứ kia, sẽ khó thể sống được. Quang là một ông tăng tầm thường chỉ biết cơm cháo, đang đợi chết, sống uổng phí cả một đời. Hổ thẹn sám hối còn chẳng kịp, sao dám khoe xấu trước mặt những vị thiện tri thức các chùa. Do chủ tịch là Hòa Thượng Đạo Hằng, thấy quang giả cả, nói ra chắc người ta sẽ nghe theo, bèn cậy tôi soạn lời tuyên cáo. Tuy biết mình thiếu đạo đức để khiến người khác cảm phục, nhưng một phen rãi lòng thành tính toán lo liệu cho pháp môn, ắt sẽ có người đồng ý. Do vậy, đem tình hình Phật giáo đã trải qua và tình hình trong thời gần đây trình bày đại lược. Phàm những vị cùng một sắc áo với tôi, ai nấy hay mạnh mẽ phát khởi đại tâm để mong trên là tiếp nối huệ mạng của Phật của Tổ, dưới là phước điển cho chúng sanh, ngõ hổ Phật Pháp được hưng thịnh trở lại trong buổi nguy ngập suy vong, nhân dân đều được hưởng lợi ích pháp hóa thì may mắn chi hơn. 15. Đổi lời đề tựa cho cuốn A-di-đà Kinh của nữ sĩ Vương Tông Ý, năm dân quốc 24-1935. Các pháp thế gian và xuất thế gian không gì chẳng lấy lòng thành làm gốc. Những người tu hành càng phải nên trí thành, thế có lòng thành thì nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Phẩm lúc tụng kinh ắt phải dứt bạt lo nghĩ vọng duyên, nhất tâm tịnh niệm như đối trước thánh dung. Đích thân nghe viền âm, chẳng dám manh nha chút niệm lười nhác coi thường. Lâu ngày trải tháng sẽ tự ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu. Ví như ánh nắng xuân vừa chiếu đến, băng cứng tự tiêu tan, lòng thành đến mức cùng cực sẽ hoát nhiên thông suốt,
Đấy chính là cách hay nhất để xem kinh niệm Phật. Bà có thể suốt đời hành theo cách này thì lợi ích sẽ chẳng thể nào diễn tả được. Tông ý hãy ghi nhớ nhé. 16. Lời răn dạy khích lệ các học trò ghi sau cuốn Quy ước của Cô Nhi Viện Phật Giáo Chùa Pháp Vân, năm Dân Quốc 21-1932. Chuyện trong thiên hạ đều lấy lòng thành làm căn bản. Lòng thành đến mức cùng cực thì đá vào cũng phải nứt. Thành tích hiệu quả thật sự đều cậy vào lòng thành. Cô Nhi Viện từ thuở được đề xướng thành lập đến nay, các vị quản trị đều thật lòng cứu người nghèo, giúp đỡ trẻ mồ côi gạn hết tinh lực để lo toan, khiến cho cô nhi nghèo khổ đều thành tựu chánh khí, thành gia lập nghiệp, vận dụng phong thái đại độ bác ái rộng lớn, hòng cứu vãn thế đạo nhân tâm. Đang trong lúc ai nấy đối xử với nhau bằng thái độ khinh dễ tranh chấp mới thôi, các vị quản trị đều có tấm lòng thành ấy, vì thế cảm được lưu viện trưởng trong quản già yếu đích thân lo liệu việc trong viện, mỗi một việc dù to lớn hay nhỏ nhặt đều lo liệu thích nghi. Do vậy các vị giáo viên đều cùng hết lòng dạy dỗ. Các trò trong viện được ăn no, mặc ấm, sống yên nơi đây, ắt phải chú trọng dấy lòng cảm kích, nỗ lực học chữ học nghề, ngõ hầu khỏi phụ một phen hết lòng của viện trưởng, giáo viên, quản trị và những vị thiện sĩ đã giúp đỡ tiền bạc. Nếu có được cái tâm ấy thì gốc đã lập, đạo sẽ sanh, sau này thành gia lập nghiệp, phẩm cao hạnh trỗi, được xã hội khâm phục, ngưỡng mộ sẽ là điều có thể đoán trước được. Nhưng muốn mai sau được thành tựu thì phải lập chí hành sự từ ngay bây giờ, cần phải trung hậu siêng năng, cẩn thận khiêm cung hòa thuận, tâm và miệng như một, những gì biểu lộ ra ngoài và những gì ẩn kín trong lòng chẳng hai, thường giữ lòng hổ thẹn, đừng tự kiêu căng, sáng tối chí thành niệm Phật để mong tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, chuyện gì cũng lấy lòng thành làm gốc, niệm niệm thường tự soi xét tự tâm thì sự thành tựu của các trò đều chẳng thể đường được. Vì sao vậy? Do có căn bản vậy. Nếu hiện tại chẳng dấy lòng thành cảm kích hổ thẹn sốt sắng dũng mãnh siêng học, chỉ mong cho xong việc sao cho qua ngày đoạn tháng, thì hóa ra đã cô phụ tấm lòng thiết tha của viện trưởng và các vị ân nhân. Do không có lòng thành nên dẫu chẳng bị tổn phước giảm thọ chết yểu thì cũng là thây đi thịt chạy, là hạng người cả cõi đời đều chán ghét vứt bỏ. Các trò phải biết tốt xấu, ai nấy gắng sức lên thì may mắn lắm thay. 17. Khuyên các mọi người kính tiếc giấy có chữ và tôn kính kinh sách. Năm Dân Quốc 24-1935. Còn người sống trong thế gian được thành tài đạt đức, dựng công lập nghiệp, cho đến có được một tài một nghề để nuôi bản thân lẫn gia đình, để nhờ vào sức chủ trì của văn tự. Chữ là thứ quý báu nhất trong thế gian, có thể khiến cho kẻ phàm trở thành thánh, kẻ ngu thành trí, kẻ bần tiện trở thành phú quý, kẻ tật bệnh trở thành mạnh khỏe. Đạo mạch thánh hiền được lưu truyền muôn đời, lo toan cho bản thân gia đình, truyền lại cho con cháu, không gì chẳng cậy vào sức văn tự. Nếu cõi đời không có chữ thì hết thảy mọi sự lý đều chẳng thành lập được, con người khác gì cầm thú đâu. Đã có công sức như thế, cố nhiên phải nên trân trọng mến tiếc. Trộm thấy người thời nay mặc tình khinh nhờn, làm như bẩn, đúng là coi vật quý báu nhất hệt như phân đất vậy. Hả chẳng phải đời này tổn phước giảm thọ, đời sau vô tri vô thức ư? Hơn nữa, không chỉ trở nên khinh nhờn làm dơ, vứt bỏ chữ hữu hình, mà đối với chữ vô hình lại càng trở nên khinh nhờn, vứt làm bẩn, vứt bỏ. Nếu chẳng tận được thực hiện hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ, tức là đã quên mất tám chữ vậy. Đã quên tám chữ ấy thì sống là loài cầm thú, rồi đội mũ mặc áo chết đọa trong tam đồ ác đạo, chẳng đáng buồn ư? Chữ là thứ quý báu nhất trong thế gian, vàng bạc châu ngọc tước vị chẳng thể sánh bằng, vì vàng bạc châu ngọc tước vị đều do chữ mà có. Nếu thế gian không có chữ thì vàng bạc châu ngọc tước vị cũng không có cái gì để đạt được cả. Ân đức của chữ nói chẳng thể tận. Kính tiếc chữ viết phước báo rất lớn. Cha của ông Vương Văn Chánh đời Tống hết sức kính tiếc giấy có chữ, về sau mộng thấy Khổng Phu Tử dùng tay xoa lưng bảo: ông dốc lòng tiếc chữ của ta như thế, nên ta sẽ sai Tăng Sâm sanh vào nhà ông, hỏng làm rạng rỡ môn hộ. Do vậy về sau sanh con, bèn đặt tên là Vương Tăng, đỗ đầu liên tiếp 3 kỳ thi, được phong làm tể tướng, khi mất được đặt thụy hiệu là Văn Chánh Công, tước phong Nghi Quốc Công. Hậu duệ đỗ đạt liên miên, con cháu hiển thiện, đều do đời trước kính trọng sách vở và giấy có viết chữ mà ra.
Gần đây, gió Âu dần dần thổi sang phương Đông. Chẳng những kẻ bình dân chẳng biết kính tiếc sách vở giấy có chữ, ngay cả nho sĩ đọc sách cũng chẳng cung kính sách vở và giấy có chữ, hoặc bỏ sách trên sập ngồi, hoặc dùng sách để gối đầu, hoặc giận dữ bèn quăng sách xuống đất, hoặc đi tiêu tiểu, vẫn xem thi thư. Chẳng những đại tiểu tiện xong nhất loạn chẳng rửa tay, mà ngay cả đêm nằm ngủ với vợ, sáng dậy đọc sách cũng chẳng rửa tay. Thường dùng giấy có chữ viết để lau chùi đồ đạc, rồi vẫn giả vờ giữ tiếng là kính trọng giấy có chữ, bèn đốt những mảnh giấy đã dùng để lau chùi đồ đạc ấy. Vì thế khiến cho những kẻ bình dân không có gì để học theo, nên trong thùng rác trong nhà tiêu, đầu đường cuối ngõ không đâu là chẳng là giấy có chữ la liệt khắp đất. Người đi tàu ngồi xe thường dùng giấy báo để lót chỗ ngồi, phụ nữ đi ra ngoài đều dùng giấy báo để bọc giày vớ, đủ mọi nỗi khinh nhờn chẳng thể nêu trọn. Vì thế thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống đều là vì khinh nhờn vật quý báu nhất trong trời đất mà ra. Chẳng biết trong những tờ giấy có chữ ấy đều có những chữ thiên địa nhật nguyệt, có những câu văn trích từ kinh sách của thánh hiền, coi vật chân bảo tôn quý tột bậc ấy như phân như đất, há lẽ nào chẳng giảm phước tổn thọ, hiện tại gánh lấy tai ương gây nên quả báo con cháu ngu hèn ư? Bài văn ở phía trên của thầy ta đã bao quát những nét tránh yếu, nhưng tôi vẫn sợ nêu ra một điều chưa chắc người đọc đã suy nghĩ đến ba, cho nên tôi lại chọn lựa những điều con người dễ coi thường để nhắc thêm. Ngõ hậu người có lòng lo cho thế đạo nhân tâm sẽ xoay vần khuyên chỉ để ai nấy đều cùng mến tiếc giấy có chữ viết, thì sẽ giàu thọ mạnh khỏe bình yên, thân hiện tại được hưởng năm điều phước như cơ tử đã luận, thông minh sáng suốt, hậu duệ sẽ nhận lãnh trăm điều tốt lành như trong bài giáo huấn của Y Doãn Trần Tiên Thiện viết. 18. Luận về tên gọi của Tam Dư Đức Đường. Năm Dân Quốc 20, 1931, ông Ninh Đức Tấn xin khai thị về tên gọi Tam Dư Đường của chính mình, mong sao đối với pháp thế gian liền hiểu thông suốt Phật pháp, ngõ hở con cháu đời sau ai nấy đều vâng giữ đạo, trọn vẹn luân thường tu tâm, hòng làm chuyện lợi mình lợi người. Tôi nói hai chữ tạm dừ bất quá để khuyên dân siêng năng tận lực học hành, đừng bỏ phí thời gian một khắc ngàn vàng, hễ đã mất không cách nào tìm lại được, hãy nên thêm vào một chữ đức thì ý nghĩa sẽ sâu xa hơn. Dư là như câu tích thiện dư khánh, tích bất thiện dư ương trong kinh dịch, mang ý nghĩa dài lâu chẳng ngơi, lưu truyền mãi mãi chẳng hư nát vậy. Không một pháp thế gian nào thường còn mãi, chỉ riêng có người lập đức, lập công, lập ngôn thì mới có thể vĩnh viễn truyền lại cho đời sau và thường còn lâu dài. Nhưng tạo lập được đức nghiệp ấy nói dễ dàng sao? Nay dạy cho ông cách thực hiện dễ dàng mà thành công cao, dùng sức ít mà được hiệu quả nhanh chóng. Dẫu chẳng có bản lãnh tạo dựng ấy nhưng lợi ích sẽ lớn lao hơn nhiều. Ấy chính là dốc lòng tu, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiêng giết bảo vệ sanh mạng, mến tiếc sanh mạng loài vật, chấp hành phương tiện, tạo lợi ích cho hết thảy, thật sự vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tín nguyện sâu chỉ danh hiệu Phật, quyết định cầu sanh cực lạc thế giới, dùng điều này để tự hành, lại còn dùng đó để dạy người. Phàm trong là cha mẹ anh em vợ con quyến thuộc, ngoài là làng nước xóm giềng thân thích bạn bè, đều lấy hết chuyện giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận và niệm Phật cầu vãng sanh để khuyên lơn, sao cho bọn họ đều cùng trong đời này vượt trỗi, dựa vào bậc thánh hiền đến khi lâm chung cao đăng cõi cực lạc. Luận về phương diện sự nghiệp thành tích thì những người kia, tức những người lập đức, lập công, lập ngôn to lớn hơn những người này nhiều lắm, nhưng luận về lợi ích thì những người này trội hơn những người kia thật sâu. Ấy là vì một đằng thì chuyên chú vào pháp thế gian, một đằng thì chú trọng thêm nơi pháp xuất thế, một đằng chỉ hữu ích cho xác thân, một đằng thì kèm thêm lợi ích cho huệ mạng nữa. Đấy chính là ba dư đức cho pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian. Đến khi vãng sanh Tây Phương thấy Phật nghe pháp ngộ vô sanh nhẫn, thì pháp thân bát nhã giải thoát tam đức bí tạng sẽ từ phần chứng mà đạt đến chỗ viên chứng rốt ráo, thì mới là rốt ráo ba dư đức vậy. Ba đức ấy theo chiều dọc cùng tột ba đời, theo chiều ngang trọn khắp mười phương, hàng cổ hàng kim chẳng rời chẳng biến, nơi phàm chẳng giảm nơi thánh không tăng, nhưng do mê chưa ngộ nên chẳng thể thụ dụng được. Pháp thân đức
chính là bản tánh bất sanh bất diệt của chúng ta, bát nhã đức chính là chánh trí liền niệm thường hiểu biết của chúng ta, giải thoát đức chính là tịnh hạnh trong sạch không tì vết của chúng ta. Ba đức ấy chẳng tách rời nhau, cứ trên mặt nghĩa lý thì chia thành ba, chứ thật ra một còn chẳng lập huống là có ba, vì thế gọi là ba dư đức rốt ráo. Nếu không gieo thiện căn trong đời trước, dẫu hết kiếp cũng chẳng nghe được nghĩa này. Dùng ngay những pháp thế gian như luân thường hiếu đễ vân vân để tu Phật pháp, dùng ngay pháp xuất thế liễu sanh tử để hướng dẫn những pháp luân thường hiếu đễ vân vân, các nào dựng tháp trên ngọn trên đỉnh núi và đào giếng nơi đất thấp, tuy cũng đạt được những cái giống nhau, nhưng dụng công có hình tượng khó dễ khác biệt vô cùng. Nếu có thể đi theo đó để tu thì lợi ích lớn lao thay. 16. Luận về cái tên Tông Đạo, Nam Dân Quốc 19, 1930. Đứa con chưa sanh ra có pháp danh là Tông Đạo, cái tên ấy dùng để xưng hô suốt cả một đời. Chẳng cần phải đặt ra nhũ danh quan danh tự phải hiệu. Vì sao vậy? Muốn cho nó thấy cái tên mà nghĩ đến ý nghĩa để tự giữ bản thân cho tốt lành, lại còn nêu gương cho hết thảy nữa. Tông là gốc là chủ, đạo là cái tánh, bọn ta đều cùng sẵn có và là pháp phải nên chọn hết, phải nên hành vậy. Tánh tức là Phật tánh do mê chưa ngộ, bèn thành chúng sanh. Nay lấy tánh ấy làm tông tức là giành được quyền làm chủ. Tất cả những vọng niệm tham sân si sẽ chẳng tới mức tự buông lung, ào ạt đến nỗi lớn chủ gây họa. Những pháp phải nên trọn vẹn hết, phải nên hành chính là cha tử con hiếu, anh nhường em kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành. Tám điều ấy tuy thuộc vào tám đối tượng, nhưng thật ra không một ai chẳng đều chọn đủ tám vai trò ấy. Hễ đã có chức trách thì phải tận hết bổn phận, ắt sẽ chẳng phải lo gia đình không yên vui, con cái không được dạy dỗ, lại cần phải ngăn giận chặn dục, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, thì sẽ làm gương cho làng xóm, khiến cho ai nấy đều dõi theo nhau, bắt chước nhau mà làm lành. Lại còn phải chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tự hành dạy người cùng sanh về tịnh độ, đích thân chứng được Phật tánh vốn có, thì cái tên Tông Đạo mới có thực chất. Xin hãy thường dùng những điều này để dạy bảo nó. 20. Sớ quyền mộ nạo vét ao hoa sen, chùa Phổ Tế núi Phổ Đà, Nam Dân Quốc 20-1931, viết thay. Phổ Đà danh sơn chính là cuộc đất thủ thắng thể hiện dấu tích của đại sĩ. Phổ Tế thiền tự quả thật là đạo tràng cầu phước cho quốc dân, do vậy các triều đại khâm kính, cả cõi đời tôn sùng. Phật điện lầu kinh chót vót tận trời thẳm, lời văn của hoàng đế, bia ngự huy hoàng trong chốn biển đông. Thiện tín vì gội ân toan báo đức mà chẳng sợ trèo núi vượt biển nhọc nhằn, những bậc mong thành chánh giác, mong chứng chân trong ngoài nước, ai nấy đều muốn giải bày tấm lòng kiệt thành tận kính. Nhưng do điện vũ rộng lớn mà tài sản nhà chùa đạm bạc, hàng năm cần phải chi tiêu rất nhiều, lương thực cho tăng chúng tốn kém rất lớn, chỉ chuyên lo đối phó với chuyện ấy nên chưa rảnh rang để lo đến ao sen. Ao chính giữa sen còn mọc đầy, nhưng bổn sâu nước cạn cũng có thể là kế lâu dài được. Ao ở phía tây đã từng là vườn rau, rồi lại đào thành ao. Ao ở phía đông lớn nhất ước chừng 10 mẫu, bồn lầy tràn ngập, khác nào chằm cỏ. Bất huệ thay mặt vị chủ trì, thẹn thiếu tài đức trộm nghĩ tiền nhân đào ao đâu phải chỉ nhằm mục đích mỹ quan, mà chính là vì muốn biểu thị cảnh tượng Tây Phương, ngõ hầu những người tạm đến đây hoặc thường trụ. Khi đi kinh hành bên bờ ao hoa sen, thần thức sẽ dạo chơi cực lạc. Nếu có thể tịnh niệm tiếp nối, chắc chắn lâm chung sẽ vãng sanh. Quả thật là duyên trợ đạo thủ thắng, thực sự là nhiệm vụ cấp bách để hoằng pháp, tính cho khơi vét cả hai ao chánh giữa và ao phía đông. Dùng đá be bờ ao phía đông, phía trên xây lan can bằng xi măng để bảo vệ và tạo vẻ mỹ quan. Như vậy thì cái ao vuông 10 mẫu mênh mông như tấm gương, có được nguồn nước lưu chuyển sẽ soi bóng mây và ánh sáng mặt trời, khiến cho bậc thượng sĩ, nam tham, bậc cao nhân đồng thỉnh kinh hành trên những tầng cấp ở bốn phía sẽ khế ngộ nhất niệm tịnh tâm. Mối quan hệ ấy há nông cạn nhỏ nhoi ư, nhưng bát rỗng tuếch như chiếc khánh treo cậy tay người đẽo vọt. Khẩn cầu các vị đại hộ pháp cùng phát thâm tâm thành tựu sự tốt đẹp, ai nấy quên ra của báo tốt đẹp vô tận, để do tài thí mà thành pháp thí,
Chỉ làm một chuyện mà được lợi ích đôi bề, công đức ấy há thể diễn tả được ư? 21 sớ thuật, bày duyên khởi trùng hưng chùa Thọ Lượng tại Cám Châu, tỉnh Giang Tây, năm Dân Quốc 22, 1933. Thật tế, lý địa trải trần kiếp chẳng biến chẳng rời, nhưng trên phương diện Phật sự thì theo nhân duyên mà có hưng vượng hay suy bại. Tuy bỉ cực thái lai vốn thuộc vận trời, nhưng sửa cũ dựng mới quả thật phải nhờ vào con người thực hiện. Xưa kia khi Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn đã đem pháp đạo phổ chúc cho quốc vương đại thần, dạy họ hộ trì lưu thông. Ấy vì ngài đã thấy trước đời sau pháp yếu ma mạnh, nếu không cậy vào hạng vĩ nhân có quyền lực bảo vệ bình yên, ngăn chặn kẻ khích lấn, thì trong mắt của trời người huệ mạng của Như Lai chắc sẽ gần như bị diệt mất. Chùa Thọ Lượng là một đạo tràng cổ đã lâu 1.500 năm của Cám Châu, nhằm thời Tiêu Đương phòng ngự sứ là Lô Quang Đảo vì sư đạo thành mà dựng chùa này. Thoạt đầu đặt tên là Lô Hương Diên Thọ rồi đổi thành Thánh Thọ, đến niên hiệu Tường Phủ đời Tống, vua Trần Tông đặc biệt sắc tứ cho chùa cái tên hiện thời. Trong những đời Nguyên Minh Thanh, đời nào cũng hưng vượng, đến thời Quang Tự nhà Thanh đột nhiên bị suy vi, năm Dân Quốc thứ 4, 1915, lại bị lụt lớn, đến nỗi ngôi chùa Phật Trang Nghiêm trở thành gò hoang, chỉ có hình tượng Quán Âm cao 1 trượng 6 đúc bằng sắt là còn nguyên vẹn không bị hư hại. Những vị thân sĩ trong vùng, thỉnh Hòa Thượng Đại Xuân, chùa Quang Hiếu kiêm nhiệm trụ trì, Hòa Thượng bèn cùng với Đại sư Đức Sâm là vị tăng trụ ở đấy, cả sức lo liệu dựng Quán Âm Điện. Sau này cụ Đại Xuân qua đời, thầy Đức Sâm rời đất Cám, tìm người kế nhiệm trụ trì không ra, đến nỗi tòa thị chánh coi là đất bỏ hoang, tính sửa thành chợ rau mở đường xá. Những hàng tăng tổ trong vùng báo cho thầy Đức Sâm biết, do vậy thầy bèn gửi thư đến những bậc tay to mặt lớn các giới lần lượt khẩn cầu bảo vệ. Mai sau được Tường ủy viên trưởng thuộc Quân sự ủy viên hội và Trần Tổng Tư lệnh tỉnh Quảng Đông cùng Từ quân trưởng đều đánh điện cho vị sư trưởng đang đóng quân ở đất Cám là tiên sinh Lý Toàn Không lập cách bảo vệ. Hội Phật giáo Trung Quốc cũng lại gửi thư đánh điện cầu xin Lý sư trưởng duy trì cũng như tuyển lựa người thích hợp qua lại phụ trách quy hoạch chỉnh lý. Ông Lý bèn hạ lệnh bãi bỏ đề nghị trước kia, lại còn bằng lòng duy trì cho nhà chùa mau được khôi phục. Những vị quan viên thân sĩ trong vùng như ông Lưu Cấp Phủ vân vân tận lực đảm nhiệm vai trò trung gian và nguyện làm hậu thuẫn giúp cho ngôi chùa được khôi phục. Ấy là vì pháp đạo được hưng thịnh đều do có nhân duyên, chẳng qua cơn sóng gió này thì ngôi chùa này sẽ gần như biến mất. Chỉ vì hiện thời đang nhằm thuở mạt pháp con người căn tánh kém hèn, nếu không cậy sức đại thệ nguyện của Phật Di Đà để vãng sanh Tây Phương thì ai có thể đọa sạch phiền hoặc liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Do vậy khôi phục lần này sẽ chuyên tu pháp môn tịnh độ và lập thêm cư sĩ lâm, lưu thông xứ, phòng phát hành kinh sách để các nhân sĩ trong vùng đều biết đạo trọng yếu, hồng thoát ngũ trược lên chín phẩm và biết khuôn mẫu tốt lành để giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, biết nhân quả, tu trì cẩn thận. Như thế thì giáo liên xã được mở mang và tông phong chấn hưng, lễ giáo hưng khởi, vận nước tốt đẹp, sáng sủa, ngõ hầu xứng với ý nghĩa lập chùa đặt tên của cổ nhân, cũng như để an ủi một phen nhiệt tâm bảo vệ duy trì của các vị. Nhưng do nhà chùa không có hàng sản, tăng không tích chữ, bèn cậy bất huệ viết lời sớ dẫn giải hỏng khẩn cầu các vị đại hộ pháp và các thiện tín phát tâm bồ đề, hành phương tiện sự, trở vàng trở gạo, xoay vần khuyên bảo quyên mộ, khiến cho điện báo thanh thang sớm có ngày thành công, mãn huyệt kim dung, thường trụ suốt kiếp, tịnh tông được thịnh hành, con người đều biết đạo thoát khổ, nhân quả phô tỏ rõ ràng, mọi người cùng nhau đi theo con đường mong trở thành thánh, sẽ thấy Phật trời bảo vệ như mây nhóm tốt lành, mừng vui đua nhau đưa đến cửa nhà yên vui, quyến thuộc bình an, giàu thọ khỏe mạnh, bình yên, thân hiện tại được hưởng ngũ phước như cơ tử đã luận, lan quế ngào ngạt, hậu duệ nhận lãnh trăm điều tốt lành. Như đã nói trong bài giáo huấn của Y Doãn, chỉ mong ai nấy đều phát lòng tùy hỷ, đều cùng được tiếng thơm.